Gia Lai liên tục phát hiện trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã xác định có thêm 3 ca mắc bệnh bạch hầu mới, nâng tổng số người mắc bệnh bạch hầu trên địa bàn là 13 trường hợp. Ngày 7 tháng 7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết sau khi xét nghiệm đã phát hiện thêm 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu, nâng tổng số ca mắc bạch hầu tại tỉnh Gia Lai lên 13 trường hợp, trong đó có 1 ca tử vong. Tất cả các trường hợp trên đều là người làng Bông Hải, xã Hải Giang, huyện Đắk Đoa. Ngoài trường hợp tử vong đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo quy định, tất cả các ca nhiễm đều đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Gia Lai. Sở Y tế Gia Lai đã đề nghị lãnh đạo các đơn vị tăng cường nhân lực, triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Đắk Đoa khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ở làng Bông Hải, xã Hải Giang và tiếp tục giám sát, cách ly các trường hợp nghi ngờ, không để lây lan bệnh trong cộng đồng. Ghi nhận tại làng Bông Hải, xã Hải Giang, lực lượng chức năng đã lập 4 chốt chặn, không cho người bên trong ra khỏi làng. Người bên ngoài chỉ được vào làng khi có việc gấp, cung cấp thực phẩm và phải được kiểm soát, uống thuốc phòng ngừa. Bên trong làng, tất cả người dân trong làng được uống thuốc diệt khuẩn phòng ngừa, khám sàng lọc. Tất cả những trường hợp có triệu chứng bệnh như ho, sốt đều được đưa đi tới các cơ sở chữa trị. Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ để sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị các trường hợp bệnh bạch hầu, các bệnh truyền nhiễm khác. Tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về bệnh, không gây lo lắng, hoang mang trong cộng đồng. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã gửi công văn đến Bộ Y tế xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh khoảng 100.000 liều vaccine TD để tiêm phòng ngừa bệnh bạch hầu cho người dân trên địa bàn huyện Đắk Đoa.